cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em có mặt tại nhà của anh Tài tại ấp Long Quế, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay cho cả nhà mình cùng chia sẻ và giao lưu với vườn bonsai mini của anh Tài ha. Thì cái vườn của anh Tài thì rất là rộng với đủ tất cả các loại mặt hàng luôn ha cả nhà. Thì hiện tại vườn bonsai của anh Tài thì có khoảng 3.000 mét vuông đặt đất luôn nha cả nhà, không có chỗ nào mà không có cây hết, rất là nhiều. Ví dụ như anh em nào có lấy cái số lượng lớn về bán thì liên hệ chỗ anh Tài ha, tí nữa em sẽ có để số điện thoại dưới ha. Hàng mini rất là đẹp luôn. Thì theo em được biết thì đây là một trong những cái nhà vườn mà làm bonsai mini lớn nhất của huyện Chợ Lách ha. Rất là nhiều chủng loại nha cả nhà. Đây là cây sâm núi ha, ổi tím lá trung, me ha cả nhà, rất là nhiều luôn. Em đi quay xương qua cái dòng này, rồi em hồi quay trở lại cho cả nhà mình xem, rất là nhiều. Nói chung thì tại vườn anh Tài thì bán cái giá rất là hữu nghị, nên cả nhà mình có cần mà số lượng lớn để bán lại ha, mua đi bán lại thì liên hệ chỗ anh Tài. Bên cạnh đó cũng có mây vàng luôn đó nha, mây vàng, mây giống rất là nhiều. Này là những cây linh sam ha, đa phần là những cây siêu bông nha các nhà. Mini đa phần những cây siêu bông, nó tới ngày nó nở bông một cái là rực rỡ luôn ha các nhà. Đây những hàng mini như thế này vô chậu một tấc, chậu này tấc rất là dễ thương ha, chân bàn được. Đây là những cây me, đây là những cây linh sam được sửa thân rất là quái luôn ha. Đây cây này song hình rất là quái luôn ha cả nhà, bạc ngàn luôn. Những cây bonsai mini rất là nhiều nhưng mà được anh Tài lên kệ hết ha, hoàn toàn là kệ hết, bố trí rất là đẹp, rất là sạch sẽ ha. Cỏ thì đều không tránh khỏi à. Tại vì số lượng quá nhiều. Đây là những cây sam hương được sửa thân ha cả nhà. Đây rất là quái luôn. Sam hương, linh sam, rồi sam hương. Đây là những cây si búp đỏ ha. Cây si búp đỏ. Những cây này thì phía Nam thì ít chơi nhưng mà miền Bắc người ta rất là chuộng ha, miền Bắc mấy anh em miền Bắc rất là chuộng nè. Này cũng được sửa thân từ nhỏ ha, rất là quái luôn. Rồi những cây sâm núi, cũng được sửa thân ha. Đây mấy cây sâm hương hay cưng chưa. Đấy. Rất là đẹp. Những cái ổi, lá trung. Những cái dòng này thì chúng ta nuôi trong chậu nó phát triển rất là mạnh nha cả nhà. Có những dòng lá rí, ổi tàu lá rí thì nó nuôi hơi cực, nó phải kiểm soát được cái lượng nước nó mới nuôi tốt cây ha. Đây là những cây linh sam quái này. Rất là nhiều. Thì em cũng xin nhắc lại vườn của anh Tài là tại xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Nó cách tuyến quốc lộ 57 khoảng 500 mét thôi. Nhưng cũng dễ tìm lắm. Cả nhà tới ngay chỗ sân banh Long Thới thì điện cho anh Tài, anh sẽ chỉ đường vô ha. Số lượng rất là nhiều, bạc ngàn luôn nè. Cả nhà mình tha hồ mà lựa chọn ha. Thì do số lượng nhiều nên bên vườn của anh Tài sẽ để cho cái giá nó hữu nghị, mấy anh em mua đi bán lại rất là nhiều. Cây nhỏ, cây lớn, cây mini đồ đủ hết hết cả nhà, rất là nhiều. Mây vàng cũng có luôn ha, mây vàng cũng có luôn. Đây là những khu chứa nước ngọt để đề phòng cái mùa mà
mùa khô á, nước mặn sợ nước mặn xâm nhập ha. Bên đây là những cây me mini này, để em quay cho cả nhà mình xem. Anh chị em nào có thích me thì liên hệ chỗ anh Tài. Đây, những cây me thì sửa rất là tỉ mỉ ha. Cây nhỏ thì sửa rất là tỉ mỉ, rất là dễ thương ha. Rất là nhiều. Bạc ngàn luôn ha. Khu này khu để ươm cây. Đây, rất là nhiều luôn ha. Mini đủ các loại. Đây là cái cây ổi, cũng có nhiều anh em chưa có biết tới cái ổi này ha. Đây là cây ổi tím. Ổi tím thì nó ra cái hoa màu tím ha, cái tái màu tím luôn. Đặc biệt khi chúng ta nhổ lên cái rễ nó màu tím luôn nha cả nhà. Cái dòng này thì nó cũng tương đối mới, cũng một số anh em biết rồi, một số anh em cũng chưa biết. Nhiều anh em ở phía Bắc chưa biết. Đây nó chưa có lú rễ ra, chứ phải lú rễ ra em quay cho cả nhà mình xem. Nó tím từ A tới Z hết thôi. Tới cái rễ luôn. Cái hoa, cái trái rồi luôn. Để coi có trái không, quay cho cả nhà mình xem. Nè, bắt đầu nó hoa, nó tàn, nó sắp sửa ra trái nè, nó vẫn màu tím luôn. Cây nó những cái dòng này nó hút nước dữ lắm. Khi chúng ta nuôi, chúng ta tưới đủ nước, nó sẽ lên cái màu tím rất là tươi ha. Tím rất là tươi, rất là đẹp luôn. Cái hàng này thì cái giá cũng rất là dễ chịu ha. Cây đổ nè, sữa dán đổ nè, rất là dễ thương. Bên cạnh đó thì linh sam các loại, bông trang, mai chiếu thủy, nguyệt quế. Những cây linh sam nè, sam sữa thân rất là duyên luôn ha, lượng lắc. Đây là cây mục nguyệt quế bonsai ha, đang ra hoa rất là rực rỡ luôn. Những cái hàng này thì hàng giá bình dân nha cả nhà, giá bình dân. Những cây bông trang mini để trang vàng. Bên cạnh đó có những cây trúc đuôi ếch, trúc quan âm. Rất là nhiều luôn ha. Những cái cây bonsai, khi chúng ta tạo lên được những cái cây bonsai như thế này thì cái công nó bỏ vô rất là nhiều nha cả nhà. Thì chúng ta sửa hai nước nó mới ra được cái cây bonsai mini để chúng ta chơi. Rồi vốn liếng rồi, nhưng mà này chỗ anh Tài bán không có nhiêu tiền. Giá rất là lớn. Có bán sỉ lẻ luôn nha cả nhà. Anh em nào có ship, cần ship thì về chỗ anh Tài cũng ship luôn ha. Cái kênh, cái nick Facebook của anh Tài là Bonsai Tài á. Cả nhà mình có rảnh thì vô xem cái live stream trực tiếp của anh Tài á. Sẽ báo giá từng cây cho cả nhà mình xem. Hoặc là mình có nhu cầu đến được tận vườn, có điều kiện đến tận vườn thì ok. Đây là những cây cần thăng rất là đẹp luôn. Thăng rất là đẹp hết cả nhà. Cần thăng thì đa phần là khi nhỏ có tạo bộ rễ nên khi lớn nó rất là đẹp. Với lại cái đặc trưng của cái cây cần thăng là nó có củ ha. Ồ, cái cần thăng đẹp kinh không, kinh hồn luôn nè, quá đẹp. Em chụp làm cái ảnh đây, ảnh bìa luôn ha. Ôi, quá xinh luôn. Những cây cần thăng này thì được anh Tài sửa khoảng 3 nước dây ha. Cái phôm tàn nó kín hết rồi, giờ mình không còn ôm dây nữa ha. Cây này thì để bàn chơi thì hết ý rồi. Đây. Me các loại. Me này thì chắc me chua, cái lá xanh này thì chắc me chua ha. Nếu như cây me thái thì cái lá đỏ cả nhà, cái đọt nó ra đỏ đỏ hồng hồng thì mới là me thái.
thì nó ra cái đợt mà xanh như thế này thì vậy thì đa phần là me chua hết. Đấy. Cần thăng mini này thì hết ý ha cả nhà, này chân bàn chơi hết ý, rất là dễ thương. Cái hàng này rất là nhiều, coi vậy chiếc sữa công phu lắm nha cả nhà. Đấy. Tuyệt vời chưa, rất là dễ thương. Đây, những cây linh sam này, những sam song hình. Bạc ngàn luôn các nhà. Thì anh em tới tận vườn tha hồ mà lựa ha, để mình được những cây ưng ý. Dù mình không có gì chơi hay mua gì bán lợi thì cũng rất là ok, rất đẹp luôn, thương chưa. Thì liên hệ trực tiếp cho anh Tài một cây cũng gửi ha các nhà. Thì mình mua ít thì cái giá khác, mua số lượng nhiều thì cái giá khác. Đây là cái ổi mini ha. Đây, những cây có trái rất là dễ thương nè cả nhà. Đây. Đấy, có trái ăn được luôn nha. Đây, trồng cái này thì nó tiện, trái quanh năm luôn, trái ghê lắm nè. Nhìn coi, trái nhỏ nhiều lắm. Đây, những cây này cái trái rất là thơm. Trái mình ăn thơm lắm. Trồng vài cây mà để nhậu luôn bác Phát. Đây đây đây, rất là thơm luôn cả nhà, nực nồng luôn ha. Trồng cây hai cây nó cửa nhậu bá phát luôn, tới cái lúc mà hết ăn mồi nổi là ăn ổi là bá phát. Đây, cưng chưa. Cái ổi nó thơm cực kỳ luôn cả nhà. Đây, nguyệt quế. Đây là cái khu làm phôi ha. Những cây sam hạt gạo nè, gạo Tân Phú nè. Rất là nhiều chủng loại. Tha hồ mà lựa ha. Qua khu bên này. Có cái rừng sam núi cũng rất ấn tượng cả nhà. Này về mình lên mình phối cái dĩa mỏng, cái xay đá mỏng nữa là rất là ok. Ôi, bạc ngàn luôn cả nhà. Rất là nhiều. Ra đây quay tới vô không được rồi. Ở nhà mình thấy cái giường của anh Tài số lượng rất là nhiều nhưng mà được để trên kệ hết ha, nhìn rất là sạch sẽ. Đây, những cây hồng ngọc mai ha. Đây là một số cái tiểu cảnh mini ha. Cái cảnh mini thương chưa. Đấy. Đây hơi chặt, quay hơi khó, cả nhà mình gắn xem giùm em nha. Quá trời cần thăng luôn ha.
Thôi sắp mưa tới em cũng xin kết thúc cái clip tại đây nha. Rất mong được sự ủng hộ cả nhà mình ha. Mọi chi tiết thì cả nhà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp chỗ anh Tài để mình giao lưu ha. Rồi chào tạm biệt cả nhà.